Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Thời tiết khu vực Bắc Bộ hôm nay vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ hôm nay tăng so với hôm qua với mức cao nhất từ 25 đến 28 độ. Ban đêm trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất rơi vào khoảng 20 đến 23 độ. Dự báo từ ngày 15 tháng 5 mưa giảm ở miền Bắc, nền nhiệt tăng dần, khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng. Sau những ngày mưa nhiều nơi thì hôm nay ở Trung Bộ trời đã có nắng trở lại, kéo theo nền nhiệt toàn miền Trung tăng lên. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 28 đến 31 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, dao động từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo từ mai, nền nhiệt các tỉnh miền Trung tăng dần, nắng nóng xuất hiện tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Hôm nay, Tây Nguyên và Nam Bộ đồng loạt giảm mưa, trời nắng từ sớm. Tại Tây Nguyên, trong ngày hôm nay, nền nhiệt tăng lên vào ngưỡng 30 đến 33 độ, một số nơi nhiệt độ cao trên 35 độ. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, trời nóng cục bộ. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác khiến cho tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới 10 km. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, gió Nam đến Tây Nam cường độ yếu, cấp 3, cấp 4, mưa dông vài nơi. Ở phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ và mưa cũng đang chỉ xảy ra một vài nơi. Dự báo thời tiết cả khu vực của tỉnh Quảng Bình đêm nay và ngày mai sẽ có ngay sau đây. Khu vực đồng bằng ven biển, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 72 đến 92%. Khu vực miền núi, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 74 đến 94%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 70 đến 92%. Dự báo về thời tiết cả vùng trong tỉnh sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!